Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the leaks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với trên đồ của Vũ Đại Gaming. Một năm 2023 vừa qua đi, như vậy là mình cùng với anh em đã đồng hành với nhau thêm một năm nữa trong mùa online. Và lời đầu tiên cho mình xin cảm ơn để anh em đã luôn luôn ủng hộ theo dõi mình trong suốt khoảng thời gian 2-3 năm vừa qua. Và để chào đón cái sự kiện năm mới, ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video nhỏ vui vẻ nhé, để xem mình có thể may mắn hay không. Và video đó ngày hôm nay chính là chúng ta sẽ mở hộp săn bắn. Và để có thể đổi được hộp săn bắn thì chúng ta phải di chuyển đến mã Emblem và tìm đến nhân vật NPC mod nhé. Đây, chạy lên nào. Rồi, NPC mod. Ở đây thì anh em có thể để ý ở gần cuối đây nhé. Ở gần cuối chúng ta sẽ có Hunter Box. Đấy, tức là hộp săn bắn. Và để đổi được hộp săn bắn này thì chúng ta sẽ phải căn linh hồn bọt cấp 1 này, linh hồn bọt cấp 2 và linh hồn bọt cấp 3. Đấy. Tương với mỗi linh hồn bọt thì trong quá trình anh em đi săn bọt, ví dụ như là Medusa, rồi là bọt của map Uruk về Acheron là map Na đây anh em, Na có ấy. Thì anh em sẽ nhận được là mảnh linh hồn bọt 1. Tiếp đến là sẽ dựng là con bọt giống như là Ghost này, Ghost of Darkness này, rồi là bọt Deep Dragon 5 và bot nick thì chúng ta sẽ rơi được là linh hồn bot 2. Tiếp tục ở linh hồn bot 3 thì ở server của mình sẽ là bot thế giới, không phải là bot battle nha anh em, mà là bot này sẽ là pin thả ra và sử dụng một ngày sẽ có 3-4 con bot như vậy và cả 2-3 view cùng nhau chiến đấu, và một lần bot chết sẽ rơi vào khoảng là 20-25 mảnh bot 3 này. Và mình cũng đã tích góp được trong vòng 2 tuần và như anh em cũng thể thấy mình góp được khoảng là 52 mảnh bot 1 đó, 52 mảnh bot, 62 mảnh bot linh hồn bot cấp 2 và 50 mảnh linh hồn bot cấp 3. Và vì mình chỉ có được 50 mảnh của linh hồn bot 3 nên hôm nay khả năng cao là chúng ta chỉ có thể đổi được 50 bot thôi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với anh em đổi hộp săn bắn 1 này, 2 này. Và trên này mình sẽ tua nhanh một chút nha anh em. Thôi như vậy là mình vừa đổi hết 50 bốc săn bắn anh em, 50 hộp săn bắn. Và mình sẽ chụp một bức hình làm kỷ niệm này anh em. Đấy, chụp một bức hình làm kỷ niệm. Đó, mình sẽ để sang đây. Những cái mảnh này thì chúng ta sẽ phải cần thêm linh hồn bọt cấp 3 để có thể đổi được anh em ạ. Rồi, 50 hộp săn bắn ta sẽ được cái gì? Rồi, và để drop được hộp săn bắn thì mình sẽ sang map Noria đi anh em, cho nó chất. Hộp săn bắn này thì khi mà chúng ta drop, ta thả xuống thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận cao nhất, đó chính là một viên ngọc thêm lúc. Đấy, đó tất cả các món đồ mà anh em mong muốn, chỉ cần anh em thả cái viên ngọc đó vào vật phẩm thì anh em sẽ được lúc nha anh em, sẽ có lúc. Rồi, bắt đầu thôi nha. Mình sẽ tắt cái này đi. Rồi, chúng ta sẽ cùng thả nha anh em. Hộp đầu tiên. Rivan anh em ạ, Rivan là đã dùng để nâng cấp viên tai. 150 viên Rivan cực cũng được anh em ạ, ngon đấy anh em. Tiếp tục nữa anh em, từng có rơi 50 viên là được anh em. 2 viên, ui 3 viên anh em ạ, 3 viên mic anh em. 1 này, 2 này, 3 này, đó. Ở các server Việt Nam thì viên mic này sẽ được gọi tên là đá huyền bí, dùng để giúp cho vật phẩm của chúng ta nếu như mà không có lúc, ví dụ như là sát thân này nhé, không có lúc chúng ta đập vào thì có tỷ lệ tạo ra dòng lúc nhé, thay đổi dòng của các cái món đồ sát thân. Ôi dồi ôi, được một viên anh em ạ. À, hộp này thì được một viên. Hộp thứ tư nào. Tưng, ôi dồi ôi, 50 viên Harmony. Tiếp tới nhé. Ui, Srivan. 1, 2,
Như vậy là chúng ta vừa được 75 viên anh em ạ. 75 viên thời van. Lộ nàng anh em ạ. Ui, Lapis Lucid. Bá socket anh em ạ. Bá socket. Nhưng không biết ổ có ngon không. Tiền có về không đây. Vòng cổ socket. Ui, phế vật anh em ơi. Hai ổ, hai dòng nhưng ba socket nhưng là hai dòng lởm anh em ạ. Tiếp theo anh em. Trời ơi, lộ rồi. Trời ơi, 50 get. Ôi, mình xin phép anh em sang server VIP drop nha anh em. Sang server gold này, VIP gold drop cho rồi. Cửa server này không ăn thua anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau sang server VIP. Tiếp anh em. Ui, lại 50 ghét nữa. Rồi khóc rồi anh em ơi. Trời thương nào. Ừ, trời ơi, vẫn 50 ghét. Ngày đầu năm ha. Sao nửa lòng nào lại làm thế. Tiếp tục 50 ghét nữa. Trời ơi, bộ luôn. Ơ, thật là đau lòng quá đi. Sang đây. Ui, Battle Lagon. Hai socket anh em ạ, hai socket thì không ăn thua. Ôi giời, một ổp hai socket. Rác rưởi anh em ạ, hàng này hàng lợ. Trời ơi, sao ghét nhiều thế. Lộ anh em ơi. Lại server tiếp anh em ạ. À, server 11. Protest. À. Ui, quyền gì đây? Backline DD, rep. Bộ nộp PVP. Quyền này sẽ chống anh em bị crit đam. Tạm được anh em ạ. À. 4 dòng. 4 dòng PVP. Trời ơi, lại là ghép. Đã xanh nhiều thế. Chưa gì mà một đống đã xanh rồi này anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi. 8 rồi. Không ăn thua rồi anh em ạ. Battle Zapper. 2 socket. 2 socket thì sẽ là dành cho những nhân vật không dùng khiên. Và chỉ cần ộp cho ngon. Một gì đây. Ui, mana lại. Ấc binh đâu lắm mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy Ấc binh ơi? Một viên mít. Như vậy là chúng ta vừa chỉ có được 5 viên thôi anh em ạ. 6 viên, trời ơi. Tụt thuyết áp luôn anh em. Nãy giờ chắc phải gần 20 bốc rồi anh em nhỉ. Làm giàu không khó, 3 viên mít này anh em. Làm giàu không khó. Lâu năm mà đi chơi may rủi như này không biết có. Vấn đề tâm linh gì thôi anh em nhỉ. Tiếp này anh em. Làm giàu không khó, 3 viên mít tiếp anh em ơi. 2 lần 6 viên mít. Ui, thêm được viên lần này thì có được 1 viên mít lẻ anh em. Nào, xem có gì nào. Yeah, well. Không ra được viên ngọc may mắn đấy anh em ạ. Ngọc thêm dòng may mắn. Cực kỳ khó ra ở server của mình. Băng. Và ghét anh em ơi. Ghét hơi nhiều đấy anh em. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 viên ghét. 500 viên ghét rồi anh em ạ. Trời ơi. Cái gì thế này? Tiếp tục nha anh em. Drop trên chỗ này nhỉ. Họ dựa lên luôn anh em. Quyết tâm đứng ở server này luôn.
Điểm rồi. Vietjet này chỉ có giá 300 quý con thôi nha mà, rất là rẻ ở server của mình. Trời ơi, sao ghét nhiều thế nhở? Kêu đùa nhau à? Hai đến mic. Battle Jasper, hai socket. Cái gì đây? Hai socket cũng được anh em ạ. Hai dòng socket cũng được nhưng mà nó phải là bao hộp ngon anh em. Tự nhiên ổ của mình nó sẽ có bao hộp nhưng mà nó không ngon anh em ạ. Ui, mắc ngon luôn anh em. Mắc PVM luôn. Không biết nói cái gì luôn. Nước mắt đầm đìa luôn. Tiếp anh em ơi. Harmony à. Trời ơi. Một mic nữa. Không ăn thua rồi anh em ạ. Revan à. Ui được có 50 anh em ạ. Nó còn nó rơi hai cùng nhưng mà là một cùng 25 ạ. Đùa. Are you kidding me? Vẫn là phía ui Revan nhưng lần này là 50 này. 50 này, 50 luôn. Đúng, 50 luôn. Lần này thì được 150 viên lần anh em ạ. Trời ơi, vẫn là thì Levan. 1 2 3, 150 viên tiếp. 300 viên anh em ạ. Rồi. Phải là đá xanh. 50 viên. 50 viên là 100 viên. Đừng có rơi cùng 50 là được anh em. Cùng 50 là lỗ luôn đấy. Nào, vui vẻ năm mới không quào nào. Vẫn là đá xanh. Vẫn là 150 viên. Ồ, 3 viên mít anh em ạ. 1 này, 2 này. Viên nằm bên này nữa này anh em. 3. Sắp hết rồi anh em ạ. Chúng ta còn được 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bốc nữa thôi. Tài 50 cục đa xanh. Hộp thưởng 13 này. Ra 2 viên mic. 2 viên mic thôi đúng không nhỉ? Có rơi xa ở đâu được không nhỉ? Tiếp tục. Hộp thử 12 này anh em. Battle Lagon 3 socket. 3 socket dành cho phép thuật. Và phép thuật là luôn luôn sử dụng khiên. Và thêm 3 ốp ngon nữa đi, 3 dòng ngon vào, PVP. Trời ơi. Nếu như mà nó là 10% level 20 thì là ngon anh em ạ. 2% thì nó hơi cùi. Nhưng mà vẫn có thể dành cho những anh em nào chưa có 3 socket thì vẫn để vẫn ngon đấy nhé, vẫn được. Có thể đem tặng anh em được, tài được anh em ạ. Hộp thứ 11 lại là Protection Wing. Một cái nhận Excellent. Ui, ốp này thì ốp lợm anh em ạ. 4 dòng nhưng là dòng lợm không à. Không ngon như cái dòng này của mình. Ui, Jasper một socket này thì thôi anh em ạ, xem cho vui. Ui mẹ ơi, một socket sao nó lại ra 3 dòng ngon như thế này. Đó thêm một dòng nữa thôi không được à. Một dòng socket nữa thôi. Ai da. Căng thế nhờ. Mới ghét này anh em. Rồi, hộp thứ 8 sắp ra đi 50 hộp mà chưa thấy được món đồ nào có giá trị anh em ạ. Chưa một lần thả nào có giá trị. 50 Harmony. Năm mươi thri van. Hộp thứ 6 này anh em.
Hộp thứ 6 thì vẫn là đá xanh nha anh em. Hộp thứ 5. Đấy. Vẫn là đá xanh. Hộp thứ 4 có vẻ là không hy vọng rồi anh em ạ. 50 hộp ra đi rồi. Harmony. hai mươi năm rồi, 75 viên à. Trời ơi vẫn tiếc cái dòng cái hộp này quá anh em. Hai cái dòng này này anh em, dòng này và dòng này này. Trời ơi còn hai hộp, không hy vọng gì nhiều rồi anh em ạ. Ui ba sốc nữa anh em ơi, ba sốc nữa. Ui ba sốc nhưng lại không có 10% cũng được. À được anh em ạ. Có 10% thì lại ngon. Kiểu mất trong 8 hoàn hảo 10%. Rồi hộp cuối cùng rồi, hết rồi anh em ạ. Chắc là không có gì rồi. Ui Battle Zapper ba sốc kết. À con hàng hy vọng, con hàng hy vọng cuối cùng trong 50 bốc này. Ui dồi ôi, phế vật. Rồi như vậy là chúng ta vừa kết thúc sự kiện thả 50 hộp săn bắn. Và như anh em có thể thấy toàn rác không anh em ạ. Chủ yếu là được mix với lại đã nâng cấp ngựa rất là nhiều. Và chúng ta có hai ấy vòng cổ khá là ngon. Một cái vòng cổ á, 3 dòng sốc kết và 2 dòng excellent 10% và tăng đa phép thuật lên 2%. Cũng như là một cái công cụ đa vật lý Battle Zapper tổng xuyên giáp 3%, 10% lên challenge đam đó, và level 20 cũng như là 2% đam tăng thêm. Để xem chúng ta sẽ có bao nhiêu. 1, 50 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, gần á, gần như là 20 cùng á, Rivani á, đã nâng cấp lên phiên tai. Và để xem bao nhiêu viên đã huyền bí Mistone nha nhé. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bao nhiêu viên ghép ta? 3 cùng, 4 cùng, 5 cùng, 6 cùng, 7 cùng, 8 cùng, 9 cùng, 10 cùng, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cùng get và 4 cùng harmony. Rồi và hai cái ring excellent, hai cái ring này thì có một cái ring ngon anh em ạ. Rồi như vậy là đã kết thúc video tại đây và hy vọng video này sẽ giúp cho anh em trở nên vui vẻ hơn một chút trong vòng ngày đầu năm mới. Nhưng mà đối với mình là khá là xui đấy nha, 50 bốc mà không ra được cái gì cả. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nha anh em. Chúc anh em vui vẻ. Bye, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.